Em có bị hẹp da quy đầu hay không? Em có cần phải cắt da bao quy đầu hay không? Cắt có lợi và có hại gì? Đây là một câu hỏi rất thường được gửi về cho bác sĩ để bác sĩ trả lời. Hôm nay bác sĩ sẽ làm rõ nội dung này cho các bạn nhé. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Trần Quốc Phong, bác sĩ chuyên khoa ngoại tiết niệu nam khoa, chuyên nói về các vấn đề sức khỏe của đường tiểu, sức khỏe nam giới và sức khỏe tình dục và rất rất nhiều những vấn đề khác nữa. Nếu bạn thấy thích video dạy như thế này thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận lấy cái kiến thức bổ ích vào các tuần sau nhé. Nào, chúng ta bắt đầu vào ngày hôm nay. Cái video của ngày hôm nay bác sĩ sẽ trả lời những trường hợp nào chúng ta cần phải cắt da bao quy đầu, những mặt lợi cũng như những mặt hại có thể có của việc cắt da bao quy đầu. Việc cắt da bao quy đầu như vậy có ảnh hưởng tới đời sống tình dục của chúng ta hay không? Nếu bạn là người đi cắt da bao quy đầu thì bạn sẽ phải trải qua những bước nào và những lời dặn dò khi bạn đi về nhà? Thì cái video này chỉ dành cho những người lớn muốn cắt da bao quy đầu thôi, không dành cho trẻ em, trẻ sơ sinh nhé. Vậy thì những trường hợp nào chúng ta cần cắt da bao quy đầu? Thứ nhất là những cái thương tổn ở trên da bao quy đầu làm cho nó có những cái vòng xơ và không thể nào lộn cái da bao quy đầu lại được để lộ phần quy đầu bên dưới để chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh. Trường hợp này ta gọi là hẹp da bao quy đầu. Trường hợp thứ hai là trường hợp các bạn lộn được cái da bao quy đầu về phía sau để lộ cái quy đầu, nhưng mà khi cậu nhỏ đạt trạng thái cương á thì nó to hơn thì bạn rất là khó kéo lại cái da bao quy đầu về vị trí cũ. Như vậy ta gọi là bán hẹp da quy đầu. Một số trường hợp nó sẽ tạo thành một cái vòng thắt ở ngay phía sau khớp quy đầu làm cho cậu nhỏ đau, sưng, phù nề, và khi phù nề như vậy thì cái việc kéo da bao quy đầu lại càng ngày nó càng khó hơn. Và đây được gọi là một tình trạng cấp cứu nam khoa và các bạn phải vào bệnh viện ngay để bác sĩ kéo lại da bao quy đầu nhé. Trường hợp thứ ba là bao quy đầu dài, bạn khó kéo bao quy đầu lại để lộ phần quy đầu bên dưới để mình có thể vệ sinh đi những cái phần nước tiểu nè, những cái chất dịch cũ và những tế bào chết nè, nó rất là hôi. Những cái thành phần bữa sinh dục như vậy khi mà nó đóng lại phần quy đầu nó sẽ gây ra hiện tượng viêm quy đầu, mà nếu tái đi tái lại thường xuyên có thể để thành những cái sẹo xơ đau, có mùi hôi rất là khó chịu, nên trường hợp này mình cũng phải cắt da bao quy đầu đi nhé. Có một số trường hợp mà bác sĩ cũng có thể chỉ định cắt da bao quy đầu, ví dụ như là bạn muốn lý do thẩm mỹ nè, ví dụ như là lý do về văn hóa, ví dụ như là vì bạn muốn giảm các nguy cơ của nhiễm khuẩn đường tiểu, bạn muốn giảm nguy cơ của các bệnh lây truyền qua đường tình dục nè. Có rất nhiều nghiên cứu khẳng định rằng những người đàn ông đã cắt da bao quy đầu thì cái tỷ lệ bệnh lây truyền qua đường tình dục mắc phải và truyền cho bạn tình của mình sẽ thấp hơn nhiều so với cái nhóm là còn y nguyên da bao quy đầu. Ngoài ra thì việc cắt da bao quy đầu còn có thể giảm nguy cơ ung thư dương vật nữa. Cho nên có rất nhiều bạn muốn cắt da bao quy đầu mặc dù là da bao quy đầu của các bạn đó không hề hẹp hay bán hẹp gì cả. Như vậy là việc cắt da bao quy đầu có rất nhiều lợi ích, nhưng mà nó có những mặt hại gì không thì bây giờ bác sĩ sẽ điểm qua cho các bạn nhé. Đương nhiên là sau khi cắt da quy đầu xong, cái phần quy đầu bình thường nó nằm ở bên dưới cái lớp da quy đầu, nó bảo vệ lâu rồi. Bây giờ nó lộ ra thì trong vòng vài tuần đầu bạn sẽ thấy tăng nhạy cảm ở phần quy đầu. Một số trường hợp là sau khi cắt da bao quy đầu xong có hiện tượng chảy máu, mà có thể là chảy máu ra ngoài hoặc là chảy máu vào bên dưới da, nó tạo thành những cái khối máu tụ người ta gọi là hematoma. Nhưng mà rất ít các trường hợp là các bạn phải quay lại bệnh viện để giải quyết khối máu tụ này lắm, cho nên các bạn không cần phải lo chuyện này nhé. Có một cái tranh cãi được đặt ra là cái phần da bao quy đầu đó nó có những cái đầu tận thần kinh liên quan tới việc khoái cảm tình dục hay không, thì người ta kết luận rằng cái da bao quy đầu nó cũng giống như da các vị trí khác vậy đó, tức là nó cũng cảm nhận được cảm giác đau, cảm giác nóng lạnh, cảm giác sờ chạm, rồi cảm giác rung. Vậy cái phần nào mới tập trung nhiều đầu tận thần kinh liên quan tới khoái cảm tình dục? Đó là ở quanh quy đầu, mà đặc biệt là cái vùng khớp của cái quy đầu. Cho nên các bạn đừng lầm tưởng chuyện này nha. Một cái câu hỏi khác cũng được rất nhiều người gửi đến bác sĩ, đó là việc cắt da bao quy đầu có ảnh hưởng tới đời sống tình dục hay không? Nó có làm tăng hoặc là giảm độ nhạy cảm của cái phần dương vật hay không? Nó có ảnh hưởng đến cái độ cương của mình hay không? Và nó có ảnh hưởng đến việc xuất tinh của mình hay không? Chúng tôi đã làm rất nhiều cái nghiên cứu có giá trị, ít yếu tố gây nhiễu, ví dụ nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi có đối chứng đó, cùng với các tổng quan hệ thống, thì người ta kết luận rằng không hề có sự khác biệt gì trong cái đời sống tình dục của người đàn ông đã cắt da bao quy đầu và người chưa hề cắt da bao quy đầu, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm một lần nữa về việc cắt da bao quy đầu nhé. Tuy nhiên là cũng có một số bạn khi mà cắt da bao quy đầu về thì cũng có những cái triệu chứng nó kéo dài như là đau hoặc là cương đau, nhưng mà những cái trường hợp như vậy thì rất ít có ghi nhận trong y văn. Vậy thì bây giờ nếu bạn có chỉ định được cắt da bao quy đầu thì cái chuyện gì sẽ xảy ra trong cái ngày hôm đó?
Đầu tiên là bác sĩ sẽ đến chào hỏi bạn, sau đó mình sẽ lên cái bàn mổ và mình bắt đầu thay đồ ra ha. Bác sĩ sẽ sát khuẩn cái cơ quan sinh dục, sau đó mình trải xăng vô khuẩn và tiến hành gây tê. Các bạn yên tâm là cái thuốc tê này nó sẽ rất là hiệu quả và bạn sẽ không hề cảm giác đau đớn gì trong quá trình bác sĩ cắt đâu. Còn một chuyện mà bác sĩ phải lưu ý với bạn nữa là tùy vào phương pháp phẫu thuật có thể cắt phần da ngắn hoặc là cắt phần da nhiều. Nếu mà cái phần da bao quy đầu mà cắt đi quá nhiều á thì phần da còn lại nó sẽ tạo ra một cái lực căng khi cương và nó có hiện tượng là đau. Còn nếu mà mình cắt cái phần da đi quá ít á thì có một lớp da nó sẽ vẫn phủ trên cái quy đầu và sau khi phẫu thuật xong có thể cái phần da đó nó sẽ dính với quy đầu và sau đó phải gỡ dính ra. Thì các bác sĩ đã quá quen với việc này rồi, sẽ chọn vừa đủ da để cắt thôi, để nó không bị cắt đi quá nhiều cũng không cắt quá ngắn gây ra hai hiện tượng trên. Quá trình cắt có thể cắt bằng máy hoặc là cắt bằng dụng cụ thông thường, tùy vào các bạn chọn cái phương pháp cắt là cái gì. Hiện nay cái việc cắt bằng máy nó sẽ hiện đại hơn, đỡ tốn thời gian hơn, nhìn thẩm mỹ hơn, ít chảy máu hơn. Nhưng mà nếu vào tay của các bác sĩ mà có kinh nghiệm rồi thì cái kết quả lúc nào cũng như nhau, bạn đừng có lo nhé. Thì cái quá trình cắt nó có thể kéo dài từ 15 đến 20 phút. Sau đó bác sĩ sẽ dùng một miếng gạt để quấn quanh cái dương vật của mình ha, quanh cái vết thương của mình đó. Rồi sau đó cái miếng gạt này sẽ được để đó trong vòng 1 đến 2 ngày. Sau 1-2 ngày thì mình có thể gỡ miếng gạt ra rồi tự vệ sinh bằng nước ấm ha. Các bạn có thể tắm và để cho nước nó rưới từ trên, nó rưới nhẹ nhàng xuống. Mình hạn chế là mình tắm bồn trên giai đoạn này, cũng như là hạn chế cái việc thủ dâm, hạn chế cái việc quan hệ tình dục trong vòng vài tuần sau khi cắt cho đến khi vết thương nó lành thôi. Bên cạnh đó các bạn cũng cần nhớ là trong vòng 1-2 tuần đầu mình nên mặc quần thoáng mát, đồng thời là hạn chế các vận động thể dục thể thao trước đó. Như vậy là xong rồi. Có lẽ là bạn cũng có những cái thông tin cần thiết về cái phẫu thuật cắt da bao quy đầu rồi đấy. Nếu các bạn có một cái thắc mắc gì đó thì các bạn hãy bình luận vào bên dưới video. Nếu thấy thích video này thì hãy like và share video này cho bạn bè mình cùng xem nhé. Chào các bạn và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.